Hội đồng Giám mục Việt Nam khai mạc hội nghị thường niên tại Phan Thiết. Bão Gia gây thiệt hại 40.000 tỷ đồng, 200 người chết, mất tích. Học viện Công giáo Việt Nam khai giảng niên khóa 2024-2025. Bổ nhiệm tân viện trưởng trao bằng thạc sĩ và cử nhân thần học. Đức giáo hoàng Francisco kêu gọi trả tự do cho con tin Hamas, chấm dứt xung đột ở Israel và Palestine. Đức Hồng Y Go nhận định Đức Giáo Hoàng Francisco là đại sứ tình yêu của Chúa Kitô cho Singapore. Trên chuyến bay về Roma, Đức Giáo Hoàng Francisco bàn về xung đột Gaza, quan hệ với Trung Quốc và nhiều vấn đề khác. Phát hiện bậc thang cổ ở Jerusalem, con đường Chúa Giêsu đã đi qua được khám phá sau 2.000 năm. Argentina khánh thành tượng Đức Mẹ lớn nhất thế giới tại Catamarca. Dòng nữ tử thánh tâm Chúa Giêsu trở lại Iraq, nơi dòng được thành lập. Ecuador kết thúc đại hội thánh thể Đối thoại Trung Quốc tỏa thánh và quan điểm thực tế của Đức Giáo Hoàng Bế mạc tuần đại phúc tại giáo sứ Phú Sơn, giáo phận Đà Lạt Kỷ niệm sư vụ dòng chú cứu thế tại Haiti và Cộng hòa Dominica Chào mừng quý vị đến với bản tin truyền thông chú cứu thế ngày 17 tháng 9 năm 2024 Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2024, các giám mục Việt Nam đã đến trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, giáo phận Phan Thiết để tham dự hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2024 của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9 năm 2024. Đón tiếp các vị giám mục tại tiền sảnh nhà khách trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao có Đức Giám mục Du Xe Đỗ Mạnh Hùng, các linh mục trong ban tư vấn và hội đồng linh mục cùng đại diện các dòng tu, hội đồng mục vụ và đoàn thể trong giáo phận. Trước khi bắt đầu ghi thức chào đón, Đức cha Du Xe Đỗ Mạnh Hùng đã mời Đức Tổng Giám Mục Du Xe Nguyễn Năng và Đức Tổng Giám Mục Du Xe Vũ Văn Thiên cùng cắt băng khánh thành nhà khách trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao. Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Năng chủ sự nghi thức làm phép nhà khách để đưa vào sử dụng phục vụ cho hội nghị. Nghi thức chào đón tiếp tục với diễn văn của Linh Mục Du Xe Hồ Sĩ Hưu và màn biểu diễn văn nghệ của các thiếu nhi đặc biệt. Kết thúc buổi lễ, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi lời tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Cha Du Xe Đỗ Mạnh Hùng vì đã mời Hội đồng Giám mục Việt Nam về đây họp mặt. Hội nghị chính thức khai mạc vào lúc 20 giờ cùng ngày với giờ trầu thánh thể. Tính tới sáng ngày 16 tháng 9 năm 2024, có 281 người chết và 67 người mất tích, 1.921 người bị thương, khoảng 257.000 căn nhà 1.300 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ, hư hại, tập trung tại Quảng Ninh, Hải Phòng, nơi bão quét qua, và Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Yên Bái. 305 sự cố đê điều, chủ yếu là các tuyến đê lớn. Cùng đó, 200.248 ha lúa, 50.612 ha hoa màu, 31.745 ha cây ăn quả bị thiệt hại, 3.269 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuốn trôi. 21.786 gia súc, 2.621.106 gia cầm bị chết. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư tại phiên họp của Chính phủ chiều ngày 15 tháng 9, ngoài thiệt hại về người, bão Gia Ghi đã gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng tài sản của người dân và nhà nước. Trong đó, thành phố Hải Phòng chịu thiệt hại 10.820 tỷ đồng, bằng 1 phần 10 tổng thu ngân sách toàn thành phố năm 2023. Tỉnh Quảng Ninh thiệt hại khoảng 23.770 tỷ đồng. Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng dự báo hậu quả của cơn bão Zagi khiến GDP năm nay thấp hơn 0,15% so với kịch bản trước đó. Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2024, Học viện Công giáo Việt Nam khai giảng niên khóa 2024-2025 tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ khai giảng có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Trưởng Ấn Học viện Công giáo, cùng nhiều giám mục và linh mục Buổi lễ bắt đầu với việc công bố bổ nhiệm tân viện trưởng và tân trưởng khoa thần học. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm được bổ nhiệm làm viện trưởng Học viện Công giáo và linh mục Du Xe Nguyễn Văn Nam làm trưởng khoa thần học. Đức tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập có suy tư để có khả năng đối thoại với các nền tôn giáo và văn hóa. Trong phần trao bằng, Đức tổng giám mục Du đã trao bằng thạc sĩ thần học cho 11 sinh viên và bằng cử nhân thần học cho 36 sinh viên bao gồm các linh mục tu sĩ và giáo dân từ các giáo phận và dòng tu khác nhau. Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm nhấn mạnh trong bài giảng rằng học thần học không chỉ để thỏa mãn tri thức mà còn để chia sẻ tình thương của Thiên Chúa. Chương trình khai giảng khép lại với thánh lễ suy tôn thánh giá bột mạng của học viện do Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Năng chủ tế. Các giảng viên của Học viện Công giáo đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với giáo huấn của giáo hội. Buổi lễ kết thúc với bữa ăn agape trong tình thương mến. Sau giờ kinh truyền tin ngày 15 tháng 9, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi trả tự do cho các con tin còn lại của Hamas và bày tỏ sự gần gũi với gia đình của họ. Ngài đã nhắc đến trường hợp của Hess Gobert Polin và năm người khác, những người đã bị giết tại Gaza. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng sự cần thiết chấm dứt xung đột ở Israel và Palestine, kêu gọi trả tự do cho các con tin và thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ngài cũng nhắc lại cuộc gặp gỡ với mẹ của Gobert Polin, thể hiện sự ủng hộ đối với các gia đình nạn nhân. Trong suy tư trước đó về bài tin mừng, Đức Giáo hoàng đặt câu hỏi về ý nghĩa thực sự của việc biết Chúa Giêsu, khuyến khích mọi người suy gẫm sâu hơn về mối quan hệ của họ với Ngài. Ngài trích dẫn thần học gia Dietrich Bonhoeffer, nhấn mạnh rằng sự gặp gỡ với Chúa Giêsu nên là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời. Đức Hồng y William Go bày tỏ lòng biết ơn đối với sự gần gũi và quan tâm của Đức Giáo hoàng Francisco dành cho người dân Singapore, đồng thời mời gọi giáo hội hoàn vũ học hỏi từ đức tin của người Công giáo châu Á. Ngài nhấn mạnh rằng thông điệp chính của Đức Giáo hoàng là về việc xây dựng hòa hợp bao dung và biến đổi giáo hội thành bí tích của lòng thương xót và lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu. Trong chuyến tông du kéo dài 3 ngày đến Singapore, Đức Giáo hoàng Francisco đã truyền cảm hứng không chỉ cho người dân Singapore mà còn cho toàn thể nhân loại. Đức Hồng Y cho biết chuyến thăm đã hồi sinh đức tin của người dân Singapore, quy tụ nhiều tín hữu công giáo lại để cùng cộng tác làm việc. Hơn 5.000 tình nguyện viên đã tham dự phục vụ trong chuyến viếng thăm này. Đức Hồng Y tin rằng chuyến viếng thăm sẽ có tác động lâu dài đến sự đoàn kết và nhiệt huyết của giáo hội Singapore. Ngài cũng nhấn mạnh rằng người dân châu Á có thể đóng góp cho giáo hội hoàn vũ thông qua sự sùng đạo và các tín ngưỡng dân gian giúp mọi người gặp gỡ Thiên Chúa một cách sâu sắc hơn. Trên chuyến bay trở về Roma vào ngày 13 tháng 9 năm 2024, Đức Giáo hoàng Francisco đã có cuộc họp báo kéo dài 42 phút, đã đề cập nhiều chủ đề quan trọng sau chuyến viếng thăm tới Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste và Singapore. Ngài đã chia sẻ về xung đột ở Gaza, mối quan hệ với Trung Quốc, các vụ lạm dụng tình dục và vấn đề biến đổi khí hậu. Về cuộc chiến ở Gaza, Đức Giáo Hoàng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, nhấn mạnh rằng tòa thánh đang nỗ lực vì hòa bình, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và trả tự do cho các con tin. Ngài cho biết thường xuyên liên lạc với các giáo sứ ở Gaza và nhận được những thông tin đau lòng từ cả người Kitô Hữu và người Hồi giáo sống ở đó. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của tình huynh đệ và sự thất bại của chiến tranh. Khi được hỏi về mối quan hệ với Trung Quốc, Đức Giáo Hoàng Francisco bày tỏ sự hài lòng với cuộc đối thoại hiện tại và mong muốn đến thăm đất nước này trong tương lai. Ngài khen ngợi nền văn hóa lâu đời của Trung Quốc xem đây là một hứa hẹn và hy vọng cho giáo hội. Về vấn đề lạm dụng tình dục trong giáo hội, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không bao che tội lỗi và nỗ lực xóa bỏ vấn nạn lạm dụng dưới mọi hình thức. Ngài khẳng định rằng lạm dụng là hành động của phá hủy phẩm giá con người và cần được chống lại mạnh mẽ. Đức Giáo Hoàng cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề biến đổi khí hậu, chỉ ra rằng các cam kết đối với thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris đang suy giảm. Ngài kêu gọi các quốc gia hành động cụ thể để bảo vệ môi trường. Một khám phá khảo khoa học quan trọng vừa được công bố tại Jerusalem khi các bậc thang cổ được cho là nơi Chúa Giêsu đã từng đi qua cách đây hơn 2.000 năm, đã được phát hiện. Những bậc thang này thuộc về con đường dẫn đến hồ Siloam một địa điểm có ý nghĩa quan trọng trong kinh thánh. Israel Antiquities Authority đã công bố phát hiện này tại khu vực Ha hotfim ở Jerusalem với sự hỗ trợ của Hiệp hội Khảo cổ Kinh thánh. Những phiến đá khổng lồ nặng khoảng 2,5 tấn mỗi phiến được cho là thuộc về con đường hành hương, tuyến đường chính mà người Do Thái xưa sử dụng để hành hương đến đền thờ. Đây cũng là nơi Kinh Thánh nhắc đến việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người mù tại hồ Siloam. Hồ Siloam có niên đại khoảng 2.700 năm, được xây dựng dưới triều đại của vua Hezekiah như một phần quan trọng của hệ thống nước Jerusalem. Tuy nhiên, theo thời gian, hồ và các công trình xung quanh bị chôn vùi dưới lớp đất và những công trình mới hơn. Giờ đây, những di tích này được tái phát hiện, mang lại một cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống và sinh hoạt tôn giáo trong quá khứ. Phát hiện này không chỉ mang lại giá trị khảo cổ học, mà còn là một cột mốc quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa Jerusalem kết nối vật chất với những khoảnh khắc thiêng liêng trong lịch sử Kitô giáo ngày 7 tháng 9 năm 2024 tượng Đức Mẹ lớn nhất thế giới Nuestra Señora de Valle Đức Mẹ của Thung lũng đã được chính thức khánh thành tại Catamarca Argentina tượng cao 48 mét bao gồm một nhà nguyện bên trong và một đài quan sát 360 độ được dựng lên nhằm tôn vinh Đức Mẹ và đánh dấu ngày lễ Dia Milagro, ngày phép lạ, có ý nghĩa đặc biệt với cộng đồng địa phương. Trong buổi lễ khánh thành, Đức giám mục Louis Uban đã cầu nguyện và kêu gọi tình thương yêu giữa mọi người, đồng thời xin Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp. Bức tượng không chỉ là biểu tượng của đức tin mà còn tôn vinh truyền thống sùng kính Đức Mẹ có từ hơn 400 năm trước tại Catamarca. Theo truyền thuyết, bức tượng Đức Mẹ nhỏ ban đầu cao 42 cm được tìm thấy vào năm 1618 trong một hang đá ở Choya và từ đó trở thành một biểu tượng bảo vệ các thợ mỏ và nông dân ở khu vực này. Tượng Đức Mẹ mới này là biểu tượng hiện đại của lòng sùng kính kéo dài qua nhiều thế kỷ và được xây dựng để tưởng nhớ sự bảo vệ của Đức Mẹ trong trận động đất năm 2004. Tượng đài khổng lồ này giờ đây sẽ tiếp tục là người bảo vệ và niềm tự hào của người dân Katamaka, thu hút đông đảo khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Ngày 15 tháng 9 năm 2024, sau nhiều năm phải rời bỏ quê hương vì xung đột, dòng nữ tử thánh tâm Chúa Giêsu đã trở lại ngôi làng Araden, miền Bắc Iraq, nhờ sự hỗ trợ từ tổ chức bác ái cộng đồng Add to the Church in Need, viết tắt là ACN. Araden nằm trong thung lũng Sapna là nơi dòng tu này được thành lập bởi cha Abdul Ahab Rayes. Với sự giúp đỡ từ ACN, dòng tu đã xây dựng lại trung tâm tĩnh tâm và đền thờ vị sáng lập phục vụ cho sứ mệnh giáo dục và nuôi dưỡng đức tin cho giới trẻ, theo tầm nhìn của cha Rajesh. Mẹ bề trên Samamika cho biết, chúng tôi tiếp tục di sản của cha Rajesh bằng cách tập trung vào giáo dục và hỗ trợ các nhu cầu tín ngưỡng của người dân xung quanh Araden. Ngôi làng Araden đã từng là trung tâm sinh hoạt của người công giáo nói tiếng Aramic qua nhiều thế kỷ, với ba nhà thờ có niên đại khoảng hơn 1.000 năm. Tuy nhiên, nhiều cuộc xung đột qua các thập kỷ khiến dân làng phải rời bỏ quê hương. Sự trở lại lần này của dòng tu không chỉ đánh dấu sự hồi sinh về mặt tinh thần mà còn là biểu tượng của lòng kiên cường và hy vọng cho cộng đồng Kitô hữu nơi đây. Mẹ Sama bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ACN vì đã giúp họ tái lập cộng đồng tại Araden, biến đền thờ Abdul Aha và trung tâm tĩnh tâm thành nơi bình yên và tĩnh lặng cho các nữ tu và tín hữu. Ngày 15 tháng 9, Đức Hồng Y Porras, nguyên tổng giám mục của Caracas, đã chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 53 tại công viên Bicentenario Quito, Ecuador. Thánh lễ có sự tham gia của khoảng 25.000 tín hữu từ khắp nơi trên thế giới. Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 8 đến 15 tháng 9, đánh dấu kỷ niệm 150 năm Ecuador được dâng hiến cho Thánh tâm Chúa Giêsu và tập trung vào chủ đề tình huynh đệ để chữa lành thế giới. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Poras nhấn mạnh rằng tình huynh đệ không phải là một lựa chọn mà là một bổn phận của người Kitô hữu, một liên kết giữa con người với nhau dựa trên sự tôn trọng phẩm giá và quyền lợi của mỗi người. Ngài cũng kêu gọi chăm sóc những người đói khát cả về lương thực lẫn phẩm giá, nhấn mạnh rằng thánh thể không chỉ là một tưởng nhớ mà là một sự cử hành lòng tốt của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Poras còn đề cập đến việc bảo vệ môi trường như là một phần của tình huynh đệ, đặc biệt trong bối cảnh châu Mỹ Latin bị tàn phá bởi việc khai thác thiên nhiên không bền vững. Ngài kêu gọi sự quan tâm đến việc bảo vệ ngôi nhà chung và nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của việc sống đúng với đức tin qua việc bảo vệ tạo thành. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y Poras thông báo rằng Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 54 sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc vào năm 2028. Đúng 100 năm sau lần đầu tiên Úc đăng cai đại hội vào năm 1928. Đại hội mang lại nhiều hoa trái, trong đó có việc mở ra nhà ăn cộng đồng mang tên bánh của tình huynh đệ. Ngày bế mạc đại hội còn có cuộc rước kiệu thánh thể với 7 điểm dừng để cầu nguyện cho nhiều ý chỉ khác nhau như hòa bình, giáo hội và gia đình. Trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về Roma từ Singapore, Đức Giáo hoàng Francisco đã đánh giá tốt về kết quả đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, đặc biệt về vấn đề bổ nhiệm các giám mục. Mặc dù có những chỉ trích từ truyền thông quốc tế đối với thỏa thuận tạm thời giữa hai bên, đánh giá của Đức Giáo hoàng dựa trên những dữ liệu tích cực gần đây và những khó khăn trong quá khứ. Từ khi ký kết thỏa thuận tạm thời vào ngày 22 tháng 9 năm 2018, tất cả các giám mục công giáo tại Trung Quốc đều ở trong tình trạng hiệp thông công khai với Đức Giáo hoàng. Số lượng các giáo phận trống tòa tại Trung Quốc đang giảm dần, với 9 giám mục được bổ nhiệm trong 6 năm qua và 8 giám mục không chính thức đã được công nhận bởi chính quyền Bắc Kinh. Hai giám mục Trung Quốc đã tham dự hội đồng giám mục tại Roma vào năm 2018 và 2023, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng thỏa thuận này liên quan trực tiếp đến bản chất của giáo hội, nhiệm vụ truyền giáo và tính hiệu quả của các bí tích Mục tiêu của tòa thánh không phải để khẳng định quyền lực chính trị mà là để củng cố niềm tin và hỗ trợ người công giáo Trung Quốc trong việc thực hành đức tin trong bối cảnh chính trị và xã hội hiện tại. Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền tổng trưởng Bộ Truyền giáo, lưu ý rằng có một mạng lưới sinh hoạt giáo hội sống động tại Trung Quốc, bao gồm các buổi cầu nguyện, phụng vụ và các hoạt động mục vụ trực tiếp lấy cảm hứng từ giáo huấn của Đức Giáo Hoàng. Mặc dù không luôn được truyền thông chú ý, Cuộc sống tôn giáo ở Trung Quốc đang tiếp tục phát triển, củng cố sự hiệp thông trong đức tin với giáo hội hoàn vũ. Gần đây, các giám mục Trung Quốc đã tổ chức các hoạt động tín ngưỡng như lễ rửa tội và thăm các trung tâm phục hồi chức năng, cho thấy sự kết hợp giữa đời sống đức tin và hoạt động xã hội. Điều này là minh chứng cho nỗ lực của tòa thánh trong việc duy trì và thúc đẩy đời sống công giáo ở Trung Quốc. Từ ngày 7 đến 13 tháng 9 giáo sứ phú sơn thuộc giáo phận đà lạt đã tổ chức tuần đại phúc do nhóm đại phúc miền nam dòng chú Cú thế phụ trách sự kiện này đã mang lại bầu khí thiêng liêng thu hút đông đảo giáo dân tham gia trong suốt tuần các cha trong dòng chú Cú thế đã dẫn dắt cộng đoàn qua những bài giảng sâu sắc về tình yêu và lòng thương xót của thiên chúa giúp giáo dân khơi dậy niềm hy vọng và quyết tâm đổi mới đời sống đức tin nhiều hoạt động như thánh lễ chầu thánh thể lãnh nhận bí tích hòa giải và gặp gỡ cộng đoàn đã được tổ chức Tuần Đại Phúc cũng hướng đến kỷ niệm 100 năm dòng Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện và đóng góp quan trọng của dòng trong việc truyền giáo. Ngày 11 tháng 9 năm 2024, dòng Cứu Thế vui mừng kỷ niệm 95 năm sứ vụ tại Haiti. Kể từ năm 1929, các thừa sai đã lan tỏa thông điệp tình yêu và hy vọng khắp nơi, giúp biến đổi cuộc sống của nhiều cộng đồng dòng cũng kỷ niệm 78 năm thành lập tại Cộng hòa Dominica, nơi các thừa sai đã đóng góp phần quan trọng trong việc truyền giáo và phát triển cộng đồng. Sứ vụ đầu tiên tại đây được thành lập tại San Juan de la Maguana với vai trò lớn trong đào tạo thiêng liêng. Nhân dịp này giọng tạ ơn Chúa vì sự hiện diện và tận tụy của các thừa sai trong việc loan báo tin mừng và xây dựng cộng đồng. Ngày 11 tháng 9 năm 2023, tỉnh dòng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được thiết lập, liên kết 11 quốc gia thành một tỉnh dòng duy nhất. Thành phố Santo Domingo, Cộng hòa Dominica được chọn làm trụ sở, với cha Thierry Raphael được bầu chọn làm giám tỉnh tiên khởi.